Chào tất cả các bạn, thì xin visa là một bước không thể thiếu trong quá trình đi du học. Và phỏng vấn xin visa du học Mỹ là một khâu quan trọng. Quyết định là bạn có được đặt chân đến nước Mỹ hay là không thì đều phụ thuộc vào buổi phỏng vấn xin visa này. Vậy thì các giấy tờ không thể thiếu khi xin visa du học Mỹ là gì? Các bước vào phỏng vấn xin visa du học Mỹ ở lãnh sự thì như thế nào? Và làm gì khi mà lãnh sự từ chối cấp visa cho bạn? Tân Đại Dương xin mời các bạn cùng xem qua một video để các bạn có thể là hiểu được cái quy trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ ở lãnh sự thì như thế nào. Để có quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ diễn ra thuận lợi và thành công thì các bạn nên tham gia lớp học phỏng vấn ở Tân Đại Dương. Tại đây thì các bạn sẽ được hướng dẫn các câu hỏi trả lời phỏng vấn một cách là chính xác cũng như là ngắn gọn nhất, đủ sức thuyết phục để lãnh sự có thể là cấp visa cho bạn, để các bạn không thể là mắc sai lầm như là bạn nam trong video này nhé. Và thông tin liên hệ Tân Đại Dương thì các bạn hãy liên hệ ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là các bạn có thể gọi ngay về số là 0838484879 để được trực tiếp các tư vấn viên của Tân Đại Dương có thể là hỗ trợ cho bạn. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn xem qua một video để hiểu được quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ thì như thế nào nhé. Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã được nhận vào học, đã đến lúc xin visa du học. Một trong những tài liệu mà bạn nhận được từ nhà trường là mẫu I-20 hay DS-2019, tùy thuộc vào loại hình du học bạn dự định. Cả hai tài liệu này đều cho chính phủ và trường học thấy nơi bạn định học, chuyên ngành và chi phí của chương trình học. Trước tiên, bạn cần điền mẫu đơn xin visa trực tuyến là mẫu DS-160. In tờ xác nhận của đơn DS-160, bạn sẽ cần mã vạch trên đó để đặt lịch hẹn trên mạng. Tiếp theo, hãy đến Citibank để trả phí xin visa. Trong tương lai, bạn sẽ có thể trả phí visa ở ngân hàng khác nữa. Vào ngày phỏng vấn, đã đến lúc phỏng vấn visa, bạn sẽ đến phòng lãnh sự và xếp hàng ở lối đi vào tòa nhà. Khi qua cửa kiểm tra an ninh, bạn sẽ phải nộp điện thoại di động và chứng minh thư cho bảo vệ giữ. Sau khi hoàn tất khâu kiểm tra an ninh, bạn sẽ đi bộ lên cầu thang tới phòng chờ lãnh sự. Tại đây, bạn sẽ lấy số thứ tự từ máy phát số. Bạn sẽ nghe thấy số thứ tư của bạn được sướng lên vài lần trong buổi sáng. Xin mời số 105. Lần gọi số đầu tiên, bạn sẽ lên cửa sổ để nộp hồ sơ. Hãy chắc chắn rằng bạn mang theo các hóa đơn nộp tiền, trang xác nhận của đơn DS-160, lịch hẹn và mẫu I-20 hoặc DS-2019 và hộ chiếu. Lần gọi số thứ hai, bạn sẽ được gọi lên cửa sổ để lấy dấu vân tay. Xin mời số 105. Good morning. Good morning. What is your name, miss? My name's Nhung. I'm going to take your fingerprints. Okay. Left hand first, four fingers on the screen. On the screen. Yeah. Okay. The right hand. Okay. And two thumbs. Okay, that's good. Thank you. Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, chính là lúc viên chức lãnh sự sẽ phỏng vấn bạn. Hãy lắng nghe. So you want to study business at Louisville University? Yeah. Okay. Why do you want to study there? I think United States have one of the best educations in the world, and this school is suitable for me. May I see your transcripts? Oh, no. I don't bring it with me. I think the school will keep them. Or maybe I left it at home. What do your parents do for work? My father is a businessman, and my mother is work at home. To be more specific? Not really. My parents don't tell much about their business, but I think that we have enough for my tuition. Điều gì đã xảy ra? Sinh viên này không chuẩn bị chu đáo cho cuộc phỏng vấn và đã không thể trả lời câu hỏi một cách cụ thể. Hãy lắng nghe một cuộc phỏng vấn tốt. Good morning. I see you want to study business administration at Louisville University. Yes, I've always wanted to run my own engineering consulting business like my mom and dad do. And Louisville University have good engineering program and they even offer me a scholarship, making it more affordable for my family. Great. Sounds like you've really thought about this. How will your parents pay for tuition? My mom and dad have their own engineering firm, so they help streamline manufacturing processes at Vietnamese factories. My mom even buys and sells real estate through her own company, and between all their work, they earn about $30 million per month.
and they have been saving money for my school for years. Do you have a savings book? Yes, here it is. It looks like you're very well prepared today. Bạn có thấy sự khác biệt ở đây không? Sinh viên thứ hai nắm rất rõ về mục đích đi du học của mình, vì sao bạn ấy chọn trường đó và nói cụ thể về công việc của bố mẹ mình cũng như khả năng họ có thể chi trả cho nhà trường. Nếu bạn được cấp visa, bạn chỉ cần đăng ký với dịch vụ chuyển phát nhanh EMS và như vậy là bạn đã hoàn tất mọi thủ tục. Sau khi đại sứ quán in visa và dán vào hộ chiếu của bạn, chúng tôi sẽ giao quyển hộ chiếu cho EMS để chuyển tới bạn. Lần tiếp theo muốn xin visa, bạn hãy vào trang web kiểm tra xem mình có đủ tiêu chuẩn cho chương trình làm lại visa không, bạn sẽ có thể không phải đi phỏng vấn lại. Khi bạn trở thành sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, bạn cũng trở thành một đại sứ văn hóa của Việt Nam, và bạn sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Do đó, thưa các vị đại sứ tương lai, chúng tôi chờ được đón tiếp các vị tại đất nước chúng tôi.